đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông phối hợp với Huyện ủy Đắk Giờ Lấp tổ chức diễn đàn trao đổi thông tin, tuyên truyền với chủ đề báo chí đồng hành cùng huyện Đắk Giờ Lấp. Trong 5 năm trở lại đây, có 40% học sinh phổ thông của Đắk Nông chọn học nghề và đi làm. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay 16 tháng 6. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của tỉnh ủy Đắk Nông do đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song vào chiều qua 15 tháng 6. Tại buổi làm việc, huyện Đắk Song đã nêu 7 kiến nghị gửi tới tỉnh ủy, các sở, ngành về quy hoạch khoáng sản, dữ liệu đất, vốn đầu tư hạ tầng, thủ tục cấp phép khai thác đất để cùng tháo gỡ vướng mắc của địa phương. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mười ghi nhận huyện Đắk Song có nhiều điểm sáng trong việc thực hiện nghị quyết như thu ngân sách, phát triển nông nghiệp, chuyển đổi số. Ngay từ bây giờ các ông chí tính toán hỗ trợ với lại cái ban cơ sở chúng tôi để các ông chí đánh giá một cách toàn diện về cái tình hình của các ông chí, rồi trên cơ sở đó là các ông chí gửi về ủy ban tỉnh để chúng tôi có cơ sở để báo cáo với lại ban chấp hành về thực nhất là vấn đề phát triển kinh tế xã hội, các chỉ tiêu, đây là cái mà vào qua đó các ông chí đánh giá lại mình đang ở đâu, mình phải làm gì. Cũng mong các ông chí tiếp tục đoàn kết thống nhất, lãnh đạo các xã thị trấn ấy cũng hết sức mạnh dạn và quyết liệt, cố gắng là cũng phải quyết tâm thôi, làm hết trách nhiệm, thì mong các đồng chí cũng phải mạnh mẽ biến Đắk Song mình là chúng ta phải đầu tiên là phải thoát nghèo. Các sở, ban, ngành, đơn vị đã được phân công nhiệm vụ khẩn trương, trách nhiệm hoàn thành các bước để sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đây là chỉ đạo của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp ban soạn thảo xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh chiều qua 15 tháng 6. Đến nay, Sở Y tế Đắk Nông đã và đang thực hiện 4 trong 6 bước trong quá trình xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Các bước còn lại, Sở Y tế tiếp tục thực hiện sau khi có ý kiến và thẩm tra dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương của Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Sáng nay 16 tháng 6, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông phối hợp với Huyện ủy Đắk Giờ Lấp tổ chức diễn đàn trao đổi thông tin, tuyên truyền với chủ đề báo chí đồng hành cùng huyện Đắk Giờ Lấp. Diễn đàn thu hút nhiều nhà báo thuộc Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí trung ương thường trú và đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tại diễn đàn, lãnh đạo Huyện ủy Đắk Giờ Lấp thông tin, thời gian qua địa phương cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho báo chí. Cùng với tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp, địa phương cũng cung cấp thông tin nhiều lĩnh vực chính xác, công khai, minh bạch. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng biên tập báo Đắk Nông Vũ Ngọc Tú trao đổi một số nội dung về kết nối thông tin. Hội Nhà báo tỉnh đang có các nhóm trao đổi thông tin thường xuyên. Hội đề xuất huyện Đắk Giờ Lấp bố trí một đầu mối trực tiếp tham gia trong nhóm này để khi có thông tin trên địa bàn, đầu mối này cập nhật ngay cho các cơ quan báo chí. Qua đó, vừa cung cấp nguồn tin nhanh, kịp thời, chính thống, vừa có tính lan tỏa cao. Tại diễn đàn, Hội Nhà báo tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Giờ Lấp ký giao ước, thỏa thuận tuyên truyền với nhiều nội dung quan trọng. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông, trong 5 năm trở lại đây, có gần 60% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học tiếp vào các trường cao đẳng, đại học. Số còn lại thì có 20% lựa chọn học nghề, 20% sẽ đi làm, tham gia vào sản xuất. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều phụ huynh đặt nặng tâm lý là con em mình khi học xong trung học cơ sở là phải học trung học phổ thông thay vì chọn học nghề. Bên cạnh đó, một số trường nghề chưa chú trọng đến việc phát triển đa dạng các ngành nghề đào tạo, từ đó gặp khó khăn trong việc thu hút học viên theo học. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông hôm qua 15 tháng 6 đã đến thăm, nói chuyện và tặng quà bà con Bonsana, xã Đắk Giờ Măng, huyện Đắk Gờ Long, Bon kết nghĩa với đơn vị. Bonsana hiện 118 hộ dân với hơn 80% là người đồng bào dân tộc tại chỗ Mơ Nông, còn lại là các dân tộc Hoa, Thái, Mông cùng sinh sống. Tại đây, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thông tin nhanh với bà con về vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk sáng 11 tháng 6 năm 2023. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông kêu gọi người dân Bonsana yên tâm lao động, sản xuất, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương. Nhân dịp này, thông qua nguồn kinh phí vận động, hỗ trợ từ các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm,
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao tặng 100 mũ bảo hiểm và hàng trăm bộ quần áo mới cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn của Bon với tổng trị giá 155 triệu đồng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!